2022, một năm nhiều tai ương của các ông lớn bất động sản. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát nguồn gốc bất động sản liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phục vụ điều tra, báo chí trong nước đưa tin. Tổng cộng có 156 bất động sản của tập đoàn được yêu cầu điều tra, bao gồm bất động sản có và không có nguồn gốc nhà nước. Trang mạng Việt Nam Express dẫn thông tin từ Phòng An ninh Kinh tế của Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Trước đó, ngày 8 tháng 10, Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức đơn vị có liên quan. Theo đó, bà Trương Mỹ Lan sinh năm 1956, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài bà Lan, ba bị can khác là Trương Huệ Vân sinh năm 1988, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor, Nguyễn Phương Hồng sinh năm 1984, Trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Hồ Bửu Phương sinh năm 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo cáo buộc, các bị can đã có hành vi gian dối trong việc phát hành mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018-2019. Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị bắt. Trước đó, ngày 5 tháng 4, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị khởi tố với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an tạm giam. Theo đó, cơ quan điều tra đang điều tra xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh. Kết quả điều tra ban đầu cáo buộc từ tháng 7 2021 đến tháng 3 2022, ông Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ngôi sao Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan để phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng. Việc này bị cho rằng có mục đích huy động tiền của các nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Ngày 4 tháng 4 2022, Ủy ban Chứng khoán Việt Nam hủy 9 đợt phát hành trái phiếu để huy động hơn 10.000 tỷ đồng của Tân Hoàng Minh do che giấu công bố thông tin sai sự thật. Quyết định hủy này là chưa từng có tiền lệ sau khi Tân Hoàng Minh đã huy động thành công nhận tiền từ các trái chủ. Bên cạnh đó, 11 dự án bất động sản do Tân Hoàng Minh đầu tư cũng đang nằm trong diện xác minh của cơ quan công an. Chủ tịch FLC nối gót. Chiều 29 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an Việt Nam đã khởi tố bắt tạm giam ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán theo Điều 221 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, thông tin ông Trịnh Văn Quyết bị tạm hoãn xuất cảnh trong thời gian một tháng đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh đối với ông Trịnh Văn Quyết, các cá nhân thuộc tập đoàn FLC và các công ty có liên quan về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra ngày 10 tháng 1 2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà đầu tư và ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngày 18 tháng 1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt hành chính ông Trịnh Văn Quyết 1,5 tỷ đồng, mức cao nhất theo quy định, đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng. Một năm nhiều tai ương của các ông lớn bất động sản Việt, nguyên nhân do đâu? Đất đai không chỉ là nguồn tài nguyên quan trọng bậc nhất của nền kinh tế mà còn là nền tảng sinh kế của người dân. Khác với các tài nguyên hữu hạn khác, quản trị tốt tài nguyên đất còn quyết định sự ổn định của xã hội, thịnh vượng quốc gia và bền vững môi trường. Tuy nhiên, giá trị gia tăng từ đất, một phần lớn đã bị mất mát và nhóm nhỏ có thông tin và quyền quyết định. Việc này không chỉ khiến nhà nước mất một nguồn thu lớn từ đất đai cho ngân sách, mà còn tạo ra mâu thuẫn xã hội chồng chéo, ngày một gay gắt và khó giải quyết. Thị trường bất động sản Việt Nam đã và đang tồn tại nhiều vấn đề như làm giá, thao túng cung cầu, thao túng thị trường tài chính qua sở hữu chéo với ngân hàng thương mại và công ty chứng khoán, qua lợi dụng xung đột lợi ích và quan hệ thao túng giữa ngân hàng thương mại với công ty chứng khoán trong nhiều thập kỷ. Các tổn thất với thị trường, lành mạnh tài chính và quyền lợi của người dân đã dẫn tới các xung đột xã hội gay gắt, thậm chí kéo theo những thiệt hại khó có thể vãn hồi. Đây cũng là nỗi đau của các nhà đầu tư. Vấn đề trầm trọng của bất động sản Việt Nam là các xung đột lợi ích quá lớn. Xung đột lợi ích đã khiến đất đai trở thành mâu thuẫn lớn nhất trong xã hội Việt Nam. Một tài nguyên quan trọng nhất của quốc gia bị lãng phí, bị tận thu và tham nhũng trầm trọng.